Ladies and gentlemen, put your hands together. Join me to welcome back the first contestant for Ao Yai and Proverb, Linda Pham. My name is Linda Pham, and I am contestant number one. The Vietnamese proverb I have chosen today is Ga chi lam phe, ga geng lam yao. And the English translation is Fortune favors the brave. I am living in a nation where I see more racism and discrimination than actual representation of my people and myself. In this current Congress, there is only one Vietnamese American woman out of a total of 535 members. That is a terrifying statistic to fight against, but I am not afraid. Since I was young, I have always wanted to improve the conditions of the Vietnamese people for my family and my community. And now, I have traveled all the way from Houston, Texas, to attend school in Washington, D.C., to actually fight and make a change for my people. Though there may currently be one Vietnamese American woman in Congress right now, I have big plans to change that in the future, because those who act boldly and courageously are those who are likely to succeed. Thank you very much. Kính thưa quý vị, đây là thí sinh số 1, Linda Phạm, với câu tục ngữ có chí làm quan, có gan làm giàu. Câu tục ngữ này được hiểu, điều may mắn sẽ đến với những người dám can đảm và dám làm. Và đặc biệt, Linda Phạm đang sống ở một quốc gia hiện nay cô cho rằng có vẫn còn rất nhiều sự phân biệt chủng tộc cũng như kỳ thị, nhiều hơn là sự hiện diện của những người xung quanh cô và chính cô. Và hiện nay, điều đó có thể thấy được rằng quốc hội chỉ có một người duy nhất trong tổng số 535 thành viên là người Mỹ, gốc Việt và đặc biệt là người phụ nữ. Và đó là một con số mà chúng ta cần phải được thay đổi. Và cô không hề sợ về điều đó, bởi vì kể từ khi còn bé, cô luôn mong muốn rằng sẽ cải thiện cuộc sống và cho gia đình cũng như người Việt và cộng đồng. Và cô đã chuyển từ Houston, Texas đến học tập tại Washington DC để cố gắng tạo lên nhiều thay đổi cho cộng đồng. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một nữ gốc Việt trong quốc hội. Kế hoạch lớn của cô là thay đổi được thực tế, bởi vì cô tin rằng chỉ những ai có can đảm, dám làm thì là những người đó có thể thành công.
everyone. Good evening, judges. My name is Tori Quinn, contestant number 2, representing Annandale, Virginia. The proverb that I've chosen for you today is Gainet Denjet Gaidet, which means that beauty comes from within. Growing up, my mom has always told me that I'm beautiful the way I am, although sometimes it didn't feel that way. I was a shy kid who never really fit in. Once I found my niche, I was able to gain self-confidence. And I realized that beauty doesn't come from just the looks of a person. It comes from their actions and what they stand for. Teaching is my passion, and this selfless act has helped me realize the true beauty in being able to help others accomplish their goals. And that is what makes me beautiful. Thank you. Kính thưa quý vị, và đây là contestant số 2. Thí sinh số 2 sống Lori Huỳnh, sống ở Annandale, Virginia. Câu ca dao tục ngữ mà cô đã chọn đó chính là cái nết đánh chết cái đẹp. Câu tục ngữ cô chọn với ý nghĩa là cái đẹp đến từ bên trong con người. Mẹ của Tori Huỳnh đã luôn dạy rằng xinh đẹp bởi vì Tori là Tori. Dù khi nhiều lúc Tori không cảm thấy là như vậy, tuy nhiên điều đó làm cho Tori đôi lúc lại nhút nhát và tự ti. Nhưng ngày càng lớn lên thì Tori đã học được cách tự tin hơn, vì cô hiểu ra rằng vẻ đẹp không đến từ bên ngoài mà từ hành động và những nguyên tắc sống của mỗi người. Công việc dạy học là công việc mà giúp cho Tori tìm thấy rất là nhiều niềm vui, bởi vì cô tin rằng cô có thể giúp đỡ những người khác thành công trong cuộc sống, và đó cũng chính là cái đẹp của cô. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. I'd like to make an announcement. We have a kid, boy that's lost. Where are your parents? He's looking for his parents. Please. Okay, there we go. Thank you. Yeah, they're reunited. Thank you. Thank you, Bobby. Things happens, right? There's always a solution. Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi chào đón thí sinh của thứ ba, đó là Diana Lee. Ladies and gentlemen, contestant number 3, Diana Lee. Ladies, gentlemen, and judges, my name is Diana Lay, and I'm contestant number 3. The proverb that I've chosen is Phi Thương Bắc Phô, and this translates to nothing ventured, nothing gained. I believe that we should be challenging ourselves every single day. Experience something new. It's usually because they lack social support from their loved ones,
are afraid of being judged by others, or they are just afraid of the unknown. People worry about their losses rather than their possible gains. Instead of taking a risk,